Rồi, xin chào anh em nha. Thì rất vui gặp lại anh em trong video lần này. Thì khá lâu rồi mình không có làm cái video đó anh em. Thì công việc nhiều quá đó, mình cũng hơi lu bu một chút. Thì hôm nay có một số anh em trên kênh đó nhắn tin với mình là để làm cái hướng dẫn sử dụng đi phân thuốc cho cái vườn của mình đó. Thì hôm nay mình sắp xếp thời gian là mình quay để làm cái clip này cho anh em xem. Thì cái vườn này là vườn đợt rồi mình quay là mình tỉa cành lúc 7 tháng anh em. Thì nay là được 8 tháng rồi đó. Thì bây giờ nó cũng ra sum xê hết rồi. Thì đây nè, có cây này. Cái này nếu mà anh em theo dõi cái clip mình thường xuyên á thì sẽ thấy cái cây này đợt rồi là nó lá hầu như là lá nào nó cũng bị trái lá anh em. Thì bây giờ nó đã phục hồi lại toàn bộ hết rồi, không còn lá nào trái hết. Còn một hai lá này thôi, giờ bữa nó cũng rụng à. Còn những cái đọt mới là rất là tốt luôn, không có bị cháy. Thì một lát mình sẽ quay một cái cây thứ hai nữa. Thì nó cũng trường hợp như vậy nhưng mà bây giờ nó cũng phục hồi rồi. Thì cái cách mà phục hồi cái đó thì mình sẽ hướng dẫn anh em trong một cái video tiếp theo. Còn trong cái video lần này thì mình chỉ nói về cái cách mà mình đi phân thuốc cho cái vườn của mình thôi. Đi làm sao cho nó hiệu quả mà nó tiết kiệm chi phí đó nè. Thì sau một tháng thì anh em thấy cái vườn của mình nó khác rất là nhiều đúng không? Cây nó rất là cao to và bộ lá rất là xum xê luôn. Và anh em thấy là sâu cũng rất là ít. Sâu các đọt rất là ít. Và mình cũng nói thiệt luôn là cái vườn này là gần có thể là 2 tháng rồi mình không có rải phân nữa anh em. 2 tháng mình không có rải một hột phân nào dưới gốc nữa hết á. Nhưng mà nó vẫn xanh mướt như thế này và tàn là nó giáp anh em, giáp tàn hết rồi đó. Thì sẽ đi sơ lược cái vườn cho anh em coi và mình sẽ quay lại nói mình đã sử dụng cái phân thuốc này như thế nào. Đây, clip bên kia cũng vậy anh em, cây phát triển rất là tốt. Thì được rồi, anh em có theo dõi cái clip mình tỉa cành cho mít 7 tháng của mình đó. Thì anh em sẽ thấy sự khác biệt sau một tháng nè. Này là mít mình 8 tháng rồi đó. Thì cây mít nó cũng chịu phân lắm anh em. Nhưng mà một lượng phân quá nhiều thì nó sẽ bị sốc thôi. Nhưng mình nên chia nhỏ phân anh em. Và clip những clip trước mình có quay là cái vườn này sử dụng bộ hữu cơ quả cầu lửa 007 đó. Thì hữu cơ đó thì anh em hầu như là anh em nào trồng mít đều biết và hiểu về cái bộ hữu cơ này hết rồi. Thì một lát mình sẽ nói mình rải như thế nào. Anh em thấy clip bản cũng 8 tháng đó, phát triển rất là tốt luôn. Thì cây mít thật ra cũng dễ chăm sóc anh em. Mình đi phân ít từ từ á, nó phát rất là tốt. Chỉ có anh em nào mà nôn nóng đi phân nhiều thì cây nó mới dễ bệnh và nó có sự cố thôi. Thì trong cái mình khuyến cáo những anh em làm vườn khác á là trong 5 tháng đầu thì nếu mà anh em đi theo bộ hữu cơ quả cầu lửa hoặc các đi theo cái hướng hữu cơ thì trong 5 tháng đầu tiên thì anh em đi mỗi giờ mình ví dụ là đi cái bộ hữu cơ quả cầu lửa với Bumat đi ha. Thì trong 5 tháng đầu tiên thì mình khuyến khích là mỗi tháng đều rải hữu cơ hết và cái liều lượng đó là một bao hữu cơ 007 cộng với 5 kg Bumat. Cái này em rải cho 100 gốc. Cứ mà trong 5 tháng đầu cứ mỗi tháng đều làm như vậy hết. Mình làm như vậy để cho cái trong 5 tháng này thì cái bộ rễ của cái cây mít nó phát triển hoàn thiện anh em. Và nó phát triển tối đa về cái bộ rễ của nó đó. Bộ rễ khi mà nó khỏe rồi đó thì cái cây nó rất là sung. Còn và sau qua 5 tháng rồi đó thì anh em đi phân gì cũng được hết. Theo cái mình khuyến cáo như vậy á thì anh em đi phân gì cũng được. Nếu mà anh em thấy có kinh phí á không và muốn đi theo hướng hữu cơ thì anh em có thể đi theo
anh em có thể là sử dụng tiếp cái bộ hữu cơ quả cầu lửa hoặc là hữu cơ nào cũng được hết. Nhưng mình có thể đi một cái thời gian nó giãn, khoảng cách giữa các lần gãi nó giãn xa hơn chút, ví dụ như là có thể 2 tháng 3 tháng mình sẽ đi lại hữu cơ một lần. Và trong trong những tháng giữa đó thì anh em có thể là đi 3 số 15, 3 số 16, các dòng 3 số anh em, để cho dinh dưỡng nó cân bằng á. Hoặc là các loại N-Humat đạm đen của Cà Mau mà đặt mình có chia sẻ anh em á. Và anh em cũng có thể là đi 30-10, 20-10, đó là tùy cái sở thích, hoặc anh em muốn chỗ mình có cái loại nào mình đi loại đó thôi. Nhưng mà mình đối với hóa học thì mình đi cái liều lượng thấp nha anh em. Ví dụ như ví dụ như những gốc này là này là 8 tháng thì anh em có thể đi là một năm từ 50 gram cho đến 100 gram là tối đa nha anh em. Nhưng mà mình sẽ đi cái đi hóa học thì mình đi cái thời gian nó ngắn hơn, tức là khoảng 15 đến 20 ngày mình phải rải một đợt. Và gãy nó phải gãy xa gốc, xa ra cái gốc mít ra, không được gần gốc anh em, gần gốc nó dễ bị vàng lá và rụng lá. Còn hữu cơ thì mình gãy xa cũng được hết. Đó là cái cách mà mình khuyên những anh em làm vườn khác là để giảm thiểu cái chi phí phân bón cho mình đó. Thì nếu mà mình đi theo cái hướng hữu cơ vi sinh hoặc hữu cơ quả cầu lửa vi sinh hoặc hữu cơ khác mà mỗi tháng mình gãy đều hữu cơ hết thì cái chi phí nó rất là cao anh em. Những vườn mà lâu năm á, thì họ có kinh phí rồi, họ có đầu ra đầu vô rồi á, họ có bán được nhiều đợt trái rồi thì họ xài không có ngán. Nhưng mà những anh em mới làm vườn á, như mình đó, mình đây mới 8 tháng nè, thì làm gì có trái đều bán đâu, cho nên là mình phải cân nhắc cái kinh phí. Nhưng mà mình vẫn khuyến khích là trong 5 tháng đầu tiên đó là đi hữu cơ toàn bộ, để nó giống như bộ hữu cơ quả lửa đó, đi mỗi tháng đều đi hết, thì để tạo cho cái bộ rễ nó phát triển thật là tốt thì cây nó sẽ rất là sung và sau này mình chăm sóc nó rất là dễ anh em. Không nên đi hóa học ngay từ đầu, nhất là đi lạm dụng quá nhiều cái phân đạm á, những loại phân mà đạm cao, giống như có nhiều vườn mà tưới ure á, đạm 4-6% á. Có một số vườn là tưới xong cái đó là nó xuống lá hết luôn, có chết một số cây nữa. Và cái cách mình sẽ chỉ anh em cái cách mà để tiết kiệm chi phí về phân thuốc khi mà trồng mít thì như thế này. Mình vườn mình áp dụng như thế này và thấy tới bây giờ 2 tháng rồi không có miếng phân gốc nào hết thì cây vẫn phát triển rất là tốt. Đó là mình ví dụ như mình tháng này mình gãy phân thì có trong vòng 2 tháng 3 tháng nữa mình mới rải phân nữa, thì trong những tháng xen kẽ đó mỗi một đợt khoảng 15 ngày mình xịt thuốc mà sâu ăn đọt mít anh em, xịt thì mình sẽ cộng vào cái phân bón lá. Chẳng hạn một lát mình sẽ chỉ các loại phân bón lá với tưới kích rễ mình đã xài, thì mình sẽ nói sơ cho anh em vậy thôi. Tức là trong cái khoảng thời gian mình ngưng không rải phân á thì mình sẽ xịt phân bón lá để mình cung cấp cái hàm lượng dinh dưỡng nó qua lá, để nó duy trì cái độ phát triển, độ xanh của bộ lá và cây vẫn sung bình thường anh em. Anh em cũng biết là mình khi xịt qua lá thì cái chi phí nó rất là thấp, nó không có cao giống như mình rải thôi. Từ chi phí phân thuốc cho tới công xịt và công rải này kia nó cũng giảm đi rất là nhiều. Và mình khuyên anh em là trong một tháng mình sẽ tưới kích rễ một lần, để mình tái tạo lại cái bộ rễ mới cho cái mít á. Tại rễ nó cũng có tuổi thọ đó anh em. Thì trong một tháng mình nên tưới một lần. Và vườn của mình á, mình hay dùng cái bộ đôi kích rễ, thì một lát mình sẽ chỉ anh em coi. Và dưỡng đọt mình cũng xài bộ đôi anh em. Mình muốn xài bộ đôi tại vì mình đã xài và mình thấy cái hiệu quả của xài bộ đôi nó sẽ nhanh hơn mình xài và cái dưỡng cái bộ kích rễ đơn hoặc là một cái dưỡng lá ria đơn lẻ anh em. Và thậm chí là thuốc sâu thuốc nhện đỏ gì cũng vậy, mình cũng đi bộ đôi hết. Thì bây giờ mình sẽ chỉ cái thuốc mà mình đã xài đây, và mình sẽ nói sơ lại cái quy trình mà mình đã đi phân và
xịt thuốc cho cái vườn mít 8 tháng của mình. Đây nè, thì mỗi một tháng mình sẽ xài cái bộ đôi kích rễ này đây. Đây là cái gói Humic Japan này, anh em quá quen thuộc rồi. Đây một gói 1 ký. Và mình xài một cái dòng nữa là Root 101, một của công ty Quỳ Dân. Thì đây là nó dạng một công nghệ mới nè, công nghệ micro carbon nè, đầu rễ micro carbon này sẽ bám vào đầu rễ nè. Và mình xài sử dụng cái bộ đôi này thấy cực kỳ tốt nè. Xài trong vòng, xài xong mình tưới xong á, 10 ngày mình đào lên á là rễ cực kỳ luôn, rễ nó ra là trắng, đào chỗ nào cũng rễ trắng phiếu và cái đầu rễ nó rất là to, to và mập. Nhìn thấy cái bộ đôi này rất hiệu quả. Thì một tháng mình sẽ tưới một lần bộ đôi này. Và sau khi tưới khoảng 15 ngày, tại mình thấy 10 ngày là rễ nó ra trắng hết rồi, thì khoảng 15 ngày á mình sẽ cho tiến hành rải hữu cơ, tức là rải cái bộ quả cầu lửa 07 với Bumat nữa anh em. Hoặc là anh em không có cái chỗ, anh em không có cái hữu cơ 07 Bumat thì anh em có thể rải cái hữu cơ nở nhập khẩu đó, và kèm theo cái trung vi lượng thì anh em rải. Và sau đó khoảng anh em rải xong trong những tháng tiếp theo thì cứ 15 ngày thì các anh em sẽ xịt cho mình là cái bộ đôi bung đọt, bộ đôi bung đọt và dưỡng đọt mít. Đây đó là bung đọt mít, nên em rất quen thuộc với bộ đôi này rồi. Và cái bo canxi mà như kẽm này, mình quên nói nữa là cái bộ đôi này mình xài cặp này xài cho 500 lít nước nè. Một cặp dưỡng rễ này làm xài 500 lít nước, và một cặp dưỡng lá dưỡng đọt này cũng là 500 lít nước. Rồi mình xịt đó là 15 ngày. Thì trong cứ mỗi một cơ đọt thì mình xịt là dưỡng đọt và kèm theo là thuốc nhện đỏ. Nhện đỏ và sâu ăn đọt đó. Thì cứ 15 ngày mình sẽ xịt một lần này. Thì nhện đỏ mình vẫn xài bộ đôi nhìn đỏ. Các anh em chỗ anh em muốn chỗ này thì mình xài cái bộ đôi thấy hiệu quả thôi, còn ở nơi anh em muốn xài cái có nào mà hiệu quả thì anh em xài cái đó, nhưng mà nên xài bộ đôi nó hiệu quả rất nhiều anh em. Vừa sâu ăn đọt mít, nhìn đỏ và cây xanh rất hiệu quả. Thì 15 ngày tiếp theo á mình vẫn xài cái bộ đôi bung đọt này và cái bộ đôi sâu cũng là sâu tiếp theo, nhưng mà mình đổi thuốc anh em. Thì đây mình hay xài cái thuốc sâu, mình có xài cái thuốc sâu sinh học dạng thảo mộc này nè. Tại vì sao? Tại vì nó có tính năng là xua đuổi anh em, xua đuổi các côn trùng á, cho nên cái hiệu lực nó kéo dài hơn, sâu nó ít quay lại hơn. Và mình sẽ luân phiên với hàng diệp sáp thì mình xài cái hàng Movento này, mình xịt tinh lá thì nó sẽ lưu dẫn được xuống dưới gốc, chết diệp sáp dưới gốc luôn anh em. Đó là mình luân phiên cứ 15 ngày là mình xịt bộ đôi bung đọt kèm với sâu, gầy, gầy xanh, vỏ trĩ, diệp sáp, nhện đỏ. Đó là mình luân phiên xịt. Thì mình cứ 15 ngày mình xịt cái này á, thì trong thời gian 2 tháng 3 tháng vậy không cần bón phân anh em, thì cây vẫn phát triển xanh tốt, tại vì nó cung cấp hàm lượng dinh dưỡng và lá. Thì ngoài cái này, bộ đôi này anh em có thể thay đổi các dòng phân bón lá khác nào anh em thấy nó hiệu quả đó anh em xài, chứ không nhất thiết phải là một bộ này. Thì cái vườn của mình là vậy, trong 5 tháng đầu tiên mình đi hữu cơ toàn bộ để chú trọng cái phát triển bộ rễ cho cái cây nó phát triển bền vững trước, rồi sau này là mình sẽ đi được những dòng phân khác. Như vườn mình đây là khoảng nay hai tháng là mình không có bón phân, mình chỉ xịt phân bón lá thôi, thì cây nó vẫn phát triển xanh tốt anh em. Thì đó là cái cách để mình giảm chi phí tối đa cái chi phí canh tác cho vườn của mình đó. Thì mình có tính là nếu mà mỗi tháng đều rải cái hữu cơ 007 hết á, thì bộ cơ 07 hoặc là bộ cơ khác á, mỗi tháng rải thì chi phí nó rất là cao anh em. Nếu mà vườn anh em nào 100-200 gốc thì thấy bình thường, nhưng mà mình đi một vài vườn của các anh em làm vườn khác đó, tính hàng ngàn gốc thì chi phí nó rất là cao. Cho nên là mình thay vào đó mình xịt
phân bón lá qua lá này, mình xịt qua lá để cây nó hấp thụ qua lá thì vẫn phát triển bình thường, và mình có thể giãn cái thời gian mình bón phân. Thì 2 tháng 3 tháng mình bón một lần, nhưng mà cách 15 ngày đến 20 ngày mình phải xịt một đợt phân bón lá để dưỡng bộ lá nó. Còn dưỡng rễ thì mình khuyên là mỗi tháng mình phải tưới kích rễ một lần nha anh em, để nó tái tạo lại cái bộ rễ mới á. Tại bộ rễ cây mít nó sẽ có thời gian của nó sẽ chết đi một ít, thì mình phải sử dụng thuốc để kích thích bộ rễ mới. Thì đó là cái cách mà mình đi phân cho vườn mình và tiết kiệm cái chi phí mà rễ phân bằng cách là sử dụng phân bón lá. Thì phân bón lá thì mình xịt cũng rất rẻ anh em, cứ mỗi một lần xịt một bộ đó 500 lít nước đó thì nó có khoảng trăm mấy chục ngàn thôi. Còn một đợt mình rễ phân thì tính tới là đó, mấy triệu á. Cho nên là mình sẽ ít rễ phân lại, nhưng mà mình tăng cường cái xịt qua lá. Thì hữu cơ sau cây trồng sau 5 tháng thì mình khuyên anh em là khoảng 3 tháng, 2 hoặc 3 tháng mình sẽ đi lại hữu cơ một lần. Hoặc là 3 hoặc 4 tháng mình đi một lần, thì mình chen vô chính giữa là một đợt mình đi các dòng NPK anh em, để cho nó cung cấp đủ đa trung vi lượng cho cây trồng á. Những dòng NPK mình khuyến khích sử dụng trong giai đoạn cây mà chưa kinh doanh nè. Dưới 10 tháng thì anh em có thể sử dụng là 30-10-10 hàng nhập khẩu, hoặc 20-10-10, hoặc là 20-15 cũng được, hoặc là N Humat, tức là đạm đen Humat được mình có giới thiệu đó. Anh em đi một cái lượng vừa phải thôi, thì anh em đi ít có thể một lần 50g 100g đó, nhưng mà gãi xa gốc ra thì khoảng 20 ngày anh em gãi là một lần nữa thì cây nó sẽ phát, nó không có bị ảnh hưởng rễ. Đó là cách đi phân hóa học, nhưng mà mình lạm dụng nó quá thì cái cây nó sẽ phát sinh trưởng phát triển không tốt nha anh em. Còn mình sẽ đi vòng xuống cuối vườn, mình quay ra một cái cây mà nếu anh em xem cái clip mình xuyên suốt sẽ thấy cái cây đó nó kém phát triển. Thì cái cây đầu tiên trên mình có quay cho anh em coi đó là lá nó cứ từ lúc mới trồng tới bây giờ nó cháy hoài, nó cháy, nó cứ ra đọt mới già đi nó cháy. Thì mình đi bộ hữu cơ 007 rồi á, dưỡng rễ rồi, nhưng mà nó không phục hồi được. Nhưng mà đợt rồi mình có đi cái một cái bộ phân thuốc của phân thuốc mới á, thì thấy nó cây nó phục hồi lại rất là tốt và nó không còn cháy lá nữa. Thì mình sẽ là hướng dẫn video đó trong lần sau nha anh em. Đây những vàng này, mấy cây này là khoảng 10 tháng hơn rồi, nó đang ra bông. Đây cái trái này hổm mình có quay anh em coi lúc rải nè, đây nó cũng khá to rồi. Mình để luôn hả, mình nói mình để luôn á. Đây anh em, đây cái cây này. Cây này từ lúc trồng là nó cứ đây là cái lá như vậy, nó ra lá như vậy hoài luôn nè. Nhưng mà mình đã xử lý cây này, cây trên kia bây giờ nó bung đọt rất là tốt, và cây kia là không còn cái lá nào nó ra, nó bị bệnh nữa hết. Cây này thì nó đỡ hơn nhiều. Này mình xử lý có 2 lần, cái kia mình xử lý vừa có 1 lần tưới, còn này chỉ là 1 lần xịt không, 2 lần xịt. Thì mình sẽ nói cái cách phục hồi cái cây nó bị những trường hợp như vậy trong video lần sau nha. Thì bây giờ mình sẽ đi vòng lại cái clip bên đây cho anh em xem cái vườn, rồi mình sẽ kết thúc video đây nha anh em. Thì anh em có góp ý với mình về cách đi phân thuốc này kia đó, anh em có kinh nghiệm nhiều thì chia sẻ lại mình nha. Tại vì cái thời gian làm vườn của mình mới bắt đầu đây không bao lâu nên kinh nghiệm cũng còn kém lắm, còn cần phải học hỏi anh em rất là nhiều. Thì mong anh em chia sẻ hết mình cái những cái kỹ thuật kinh nghiệm của anh em nha anh em.
thì mình cái nào mình biết mà mình thực hành nó thấy hiệu quả và hay á, mình cũng chia sẻ lại với anh em rất thiệt tình luôn. Thì cây này thì được rồi, là gió nó bật gốc nguyên cái gốc mất luôn nên nó chết, nó mới đâm trượt đây. Đây là lép bên kia, lép bên đây chứ, em đứng lép bên kia, lép bển, giờ lép bên đây. Đây nó cao, rất là cao anh em, mình đã cắt đọt một lần rồi đó. Rồi anh em có cái đóng góp ý kiến hay là có cái gì hay chia sẻ mình thì anh em để lại comment bên dưới nha anh em. Rất cảm ơn anh em đã theo dõi và ủng hộ kênh của mình trong thời gian qua. Rồi, chào tạm biệt anh em.